chào các bạn. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm món thịt bò lúc lắc. Bây giờ ta bắt đầu. Bây giờ cô bắt đầu thái thịt bò. Bây giờ ta thái thịt bò xong rồi, ta bỏ vào trong cái tô này để ướp. Các bạn, các cháu nhìn nè, cô Mai thái miếng thịt bò nó giống như là một đốt ngón tay. Giống như một đốt ngón tay vậy nè, đó. Giờ ta bắt đầu đi đập tỏi. Bây giờ ta bỏ vô trong thịt bò một ít tỏi và một ít tỏi để lát cho ta phi. Bây giờ ta bắt đầu cho vô đây một chút đường. Một chút muối. Một chút tiêu. Chút bột nêm và một chút bột ngọt. Ta cho vô một ít nước mắm với các bạn và các cháu ít thôi. Đó. Bắt đầu ta đảo lên. Bạn và các cháu ơi, bây giờ ta ướp thịt một tiếng đồng hồ. Và trong khi chờ đợi ướp thịt, ta đi nấu cơm. Bây giờ ta bắt đầu sắc khoai tây. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ ta bắt đầu đi chiên khoai tây. Mình chiên khoai tây mình để lửa nhỏ với các cháu ạ. Trong khi mình đang chiên khoai tây, bắt đầu ta đi cắt cà chua. Bây giờ ta bắt đầu đi nhặt rau sống và rửa rau sống các bạn và các cháu ạ. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ mình đã chiên khoai tây xong rồi. Ta bắt đầu múc bớt dầu ăn ra. Múc bớt dầu ăn nghe các cháu và các bạn đó. Bây giờ cô bắt đầu bật bếp lên.
Giờ cô bắt đầu phi tỏi. Bây giờ tỏi của cô thơm rồi, cô bắt đầu xào thịt bò. Để lửa nhỏ thôi các cháu ạ. À, mình phải lật lên cho nó chín, tại vì cái thịt bò này thắt nó dày chứ không phải như thắt mỏng thịt bò kia. Mình phải lật lên. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ mình cầm miếng cái đũa mình ấn thịt như vậy này đó, mình ấn như vậy này đó, xem mà nó không còn ra nước màu hồng nữa là thịt bò mới là chín đó. Đó, ấn như vậy này đó, khi nào mà nó không còn ra nước màu hồng nữa là thịt bò chín. Còn ai dám ăn tái với cô thì cô sợ lắm, cô không dám ăn tái. Bây giờ cô đã tắt bếp. Bây giờ các bạn là các cháu ạ, bây giờ ta bắt đầu xếp một dĩa rau, ta chìa cái lá nó ra bên ngoài, còn bên trong ta ấn như vậy này đó, ấn như vậy cho nó xẹp xẹp xuống. Bây giờ ta bắt đầu xếp cà chua lên. Bây giờ ta bắt đầu xếp cà chua lên. À, các cháu ơi, với các bạn ơi, tiện đây thì cô cũng nhắc một điều như vậy. Tại vì hôm bữa cô quay cái bắp rang bơ á, cô quên, cô không có nói là mua bắp ở đâu và bắp gì. Thì là bắp Mỹ, và cô mua thì cô mua ở bên Hòa Rosa á, và cô nghe nói ở ngoài chợ cũng có bán, ở ngoài siêu thị cũng có bán. Mà các cháu hỏi cô nhưng mà cô bận quá, cô chẳng trả lời được. Bắp Mỹ nha các cháu, bắp Mỹ mà mua ở bên Hòa Rosa hay là mua ở siêu thị hay là mua ở chợ, cô quên mất cô không có nói, nhưng mà bây giờ tiện đây thì cô nói luôn. Bây giờ ta bắt đầu đổ khoai tây vào đây các cháu ạ. Đó, đổ khoai tây ta đổ một bên thôi, cho nên đừng đổ ở khoai tây ở dưới mà thịt bên trên là khoai tây nó không có giòn nữa. Đó, ta đổ khoai tây một bên rồi bắt đầu ta đổ thịt một bên. Bây giờ thì cô bỏ một ít tiêu lên trên cho thơm đó, bỏ trên thịt bò các cháu và các bạn à. Đó, ta bỏ lên trên thịt bò cho nó thơm. Bây giờ ta bắt đầu bỏ ngò lên. Ta bỏ ngò, ta bỏ ít thôi để cho nhìn thấy thịt, chứ bỏ nhiều quá là không nhìn thấy thịt các bạn và các cháu à. Đó, bây giờ ta đã có một dĩa thịt bò, gọi là thịt bò lúc lắc. Đó, thịt bò lúc lắc. Mình làm như vậy là mình đã có thể làm để đãi khách được rồi.
hay đãi bạn được rồi. Cô mua 25.000 thịt bò, 5.000 khoai tây là 30. Còn xà lách cô mua 5.000, 35.000, cà chua thì không tính. Đấy, các cháu nhìn này, một dĩa thịt bò lúc lắc. Bây giờ cô bắt đầu đi ăn cơm. À, cô quên. Có một cháu hỏi cô rằng: cô ơi, cháu răng bắp làm sao mà nó chưa có nổ mà nó đã khét rồi? Từ vì các cháu răng bắp, các cháu răng lửa to quá, hay là có thể là các cháu không chịu đảo, đảo cho đều. Chứ nếu mà đảo không đều nó sẽ không cháy, nó sẽ cháy. Nó chưa nổ mà nó cháy rồi. Các cháu mới bảo là: cô ơi, sao cháu răng nó chưa nổ mà nó cháy rồi? Vậy là cô biết là răng có thể lửa to quá, có thể là cháu không chịu đảo. Đảo mà đảo không đều nó sẽ cháy thôi. Nhưng mà tại vì cô bận quá cô không trả lời được. Hôm nay tiện đây cô trả lời cho các cháu và tất cả các cháu có thể là răng cháy là biết là như vậy. Bây giờ cô bắt đầu ăn cơm. Khoai tây. Bây giờ cô bắt đầu ăn cơm. Ngon quá. Các bạn và các cháu ơi, như vậy là cô đã hoàn thành xong một dĩa thịt bò lúc lắc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.